Xin chào các bạn. Ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập file nhân viên bằng Excel trên phần mềm TAT 6.2 và TAT 8.2. Đây chính là giao diện chính của phần mềm. Để có thể khai báo được nhân viên bằng file Excel, trước tiên chúng ta sẽ phải thực hiện khai báo bộ phận cũng như khai báo chức vụ. Chúng ta chọn mục khai báo, chọn khai báo bộ phận. Chọn bộ phận tra, sau đó ấn tạo mới và điền tên bộ phận. Sau khi điền tên bộ phận xong sẽ ấn lưu để thực hiện lưu bộ phận này lại. Hoặc khai báo thêm một bộ phận mới, kế toán, chọn bộ phận kế toán là bộ phận tra, sau đó ấn chữ tạo mới. Và ấn lưu. Sau đó ấn load để load lại tên nhân sự. Sau khi khai báo bộ phận xong, chúng ta vào mục khai báo chức vụ để thực hiện khai báo chức vụ cho nhân viên. Ấn tạo mới. Điền tên chức vụ. Ấn lưu để lưu lại. Tạo mới để khai báo thêm một chức vụ nữa. Ấn lưu. Loa lại kênh nhân sự. Sau khi đã khai báo bộ phận cũng như khai báo chức vụ xong, chúng ta chọn mục nhân viên. Đây là hai nhân viên đã có sẵn ở trên phần mềm. Chọn xuất danh sách. Chọn nơi lưu file. Điền tên file. Step để lưu lại. Đây chính là file nhân viên mà phần mềm xuất ra. Đối với các trường bắt buộc khai báo, đấy là trường số thứ tự, mã nhân viên, họ tên, bộ phận, giới tính, ngày vào, mã chấm công, ngày sinh, ngày nghỉ việc. Những trường còn lại các bạn có thể khai báo hoặc không. Mình sẽ thực hiện khai báo một vài nhân viên. Đối với mục bộ phận, các bạn sẽ chọn vào những bộ phận đã có. Ngày vào. Lưu ý, mã chấm công chính là số ID chấm công ở dưới máy chấm công. Mã chấm công này là dạng số tự nhiên, không có chữ và không có số 0 ở đằng trước. Điền ngày sinh và ngày nghỉ việc. Đối với ngày nghỉ việc, vì nhân viên vẫn đang làm việc, các bạn chưa biết rằng nhân viên khi nào nghỉ việc, chúng ta có thể để là 01019990. Tiếp tục chọn bộ phận. Đối với phần chức vụ cũng tương tự như phần bộ phận, các bạn sẽ chọn những chức vụ mà đã được khai báo.
Sau đó sẽ thực hiện lưu lại file danh sách nhân viên đã khai báo. Sau khi khai báo nhân viên trên file Excel xong, chúng ta quay lại phần mềm. Vào mục khai báo, chọn mục nhân viên. Ở đây thì chọn vào phần nhập nhân viên. Chọn đến file nhân viên Excel đã khai báo. Ấn Open. Tại đây sẽ hiển thị lên một bảng thông báo đối với những nhân viên đã có ở trên phần mềm. Phần mềm đã sẽ báo là đã tồn tại. Với những nhân viên chưa được khai báo số ID mới, phần mềm sẽ báo là thành công. Bạn dấn dấu X và load lại kênh nhân sự. Như vậy, nhân viên đã được khai báo thành công. Chúc các bạn thực hiện thành công.